Lại nữa, các thiên tử vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.